Bây giờ là bài 97, tương với phần 1 bài 30 quyển 2. Tỷ 97 cửa. Hãy nhắc lại cách nói 2 tháng. 2个月. Hơn 2 tháng, nguyên văn là 2 cái nhiều tháng. 2个多月. 2个多月. Hơn 1 tháng. 1个多月. 1个多月. Hơn 3 tháng. 3个多月. 3个多月. Tôi đã đến hơn 2 tháng rồi. 我来了两个多月了。我来了两个多月了。 Dùng lờ cả sau động từ vào cuối câu để biểu đạt hành động vẫn còn tiếp diễn. Bây giờ là từ cuộc sống. Âm Hán Việt là sinh hoạt. 生活. 生. 生. Hùa. Hùa. Sinh hùa. Sinh hùa. Gần đây cuộc sống thế nào? Dùy dịn sinh hùa zấm yàng? Dùy dịn sinh hùa zấm yàng? Cuộc sống của chúng tôi. 我们的生活, 我们的生活, cuộc sống ở đây, 照的生活, 照的生活, đối với cuộc sống ở đây, 对照的生活, 对照的生活. Bây giờ là từ xấp xỉ, tương đối, đại khái. Nguyên văn là kém không nhiều. Chà bù tua. Chà. Chà. Bù. Bù. Tua. Tua. Chà bù tua. Chà bù tua. Thời gian cũng tương đối rồi, với nghĩa gần đến giờ rồi. Thời gian 差不多了. Thời gian 差不多了. Sắp xỉ một tháng rồi. 差不多一个月了. 差不多一个月了. Sắp xỉ 2 tháng rồi. 差不多两个月了. 差不多两个月了. Sắp xỉ 3 tháng rồi. 差不多三个月了. 差不多三个月了. Đại khái đã. 差不多已经. 差不多已经. Đối với cuộc sống ở đây đại khái đã. 对照的生活差不多已经. Bây giờ là từ quen, thói quen. Âm Hán Việt là tập quán. Xí quản. Xí. Xí. Quản. Quản. Xí quản. Xí quản.
còn chưa quen. Khai mấy xí quản. Khai mấy xí quản. Quen rồi. Xí quản lợ. Xí quản lợ. Đã quen rồi. Ý chinh xí quản lợ. Ý chinh xí quản lợ. Quen với cuộc sống ở đây rồi. Xí quản trở ở sinh hoạt lợ. Xí quản trở ở sinh hoạt lợ. Đại khái đã quen rồi. Chà bù đua ý chinh xí quản lợ. Chà bù đua ý chinh xí quản lợ. Đối với cuộc sống ở đây. Tùy trở ở sinh hoạt. Tùy trở ở sinh hoạt. Đại khái đã quen rồi. Chà bù đua ý chinh xí quản lợ. Chà bù đua ý chinh xí quản lợ. Hãy nhắc lại từ đầu. Tôi đã đến hơn 2 tháng rồi. 我来了两个多月了. Đối với cuộc sống ở đây. 对这儿的生活. 对这儿的生活. Đại khái đã quen rồi. 差不多已经习惯了. 差不多已经习惯了. Có điều. Hãy nghe và nhắc lại. 不过. 不. 不. 过. 过. 不过. 不过. Có điều có chỗ, có điều có nơi. 不过有的地方. 不过有的地方. Có điều có chỗ còn không quen lắm. 不过有的地方还不太习惯. 不过有的地方还不太习惯. Hãy nhắc lại từ đầu một lần nữa. Tôi đã đến hơn 2 tháng rồi. 我来了两个多月了. 我来了两个多月了. Đối với cuộc sống ở đây. 对这儿的生活. 对这儿的生活. Đại khái đã quen rồi. 差不多已经习惯了. 差不多已经习惯了. Có điều có chỗ còn không quen lắm. 不过有的地方还不太习惯. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên phục vụ, nhân viên bán hàng, giám đốc. Phục vụ viên, sâu hội viên, chính lý. Mượn sách. Chìa su. Dì ơi, chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Ai ý,
只要一张电话卡。Giúp tôi làm một việc. Mang bộ bàn ý chuyện sự. Giảm giá 20%. Tả ba chứa. Phải đem cơm chưa? Yào đài ủ phản. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ dễ trái. Tạo khúng lửa tân nào hoàng chúa quái. Ngồi xe số 375. Chùa san chi ủ lù chưa? Đau đầu, sốt, ho. Thấu thấng, pha sao, khớ sầu. Tiến bộ rất lớn. Chìm bùa khẩn tả. Hơn nữa. Ở chìa. Chạy bộ. Bảo bủ. Ra nước ngoài. Chu của. Nhận điện thoại. Chia điện hỏa. Chúc mừng. Chủ hở. Hai viên thuốc. Lẻng phiền dạo. Kết quả ra rồi. Chia của chú lại lọ. Sao khóc vậy? Giờ mà khu lọ. Đừng buồn nữa. Biến án của lọ. Mấy căn nhà, mấy căn hộ. Chỉ thảo phán gì. Môi trường xung quanh quá loạn. Châu với hoàn chỉnh thải loạn. 82.1 Chú phán của sự. Thuê nhà. Du phán gì. Một tháng 3.000 tệ. Ý cử yuệ 3.000 khoải. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy án quẩy lờ tiả. Phía dưới núi có một con sông. Sáng xa biên yếu ý theo xào khứa. Làm cái gì? Nói một cách tương đối tùy tiện. Cảm sở mơ. Chết rồi. Tồi tệ. Rau cao. Mau mở ra. Khỏe tả khai. Luyện tập hội thoại. Luyện xí hủy hỏa. Đọc câu chuyện. Ý chỉ đọc ra tiếng. Nhìn cụ sử. Đáp đúng rồi. Tá tuổi lợ. Khép sách lại, gấp sách lại. Hứa sảng su. Nghe thấy Anna ở ngoài cửa gọi chúng tôi. Thính diện Anna giải mấn hoài chào của mình. Xem xong phim rồi hãy làm, xem xong phim rồi làm sau. Cảm án điện yến giải rủa. Đọc không thuộc lắm, chỉ đọc bài khóa. Tú đờ bú thải sú. Hơn 2 tháng. Lắng cửa tua yu. Đại khái đã quen rồi. Chà bù tùa ý chinh xí quả lợ. Cuộc sống ở đây.
trở là sân khổ. Có điều. Bú của.